chơi. Giờ vẫn cam lên danh nó lên danh nhanh và nó tụt ra nhanh. Giờ rất nhiều nó lên danh nhanh. Đúng rồi. Vào trong bot cam thì bot cam này luôn. Cái gì nó cũng nhanh. Và đây rồi. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay tiếp tục chúng ta lại đi matching với người lạ. Đây, ở đây mình đã có 3 người lạ rồi. Nhưng mà mình chỉ mời được 2 thanh niên xuống thôi. Một team. Không. Thanh niên số 3 kia tự nhảy anh em ạ. Team. Đây rồi, 1 team, 2 team cái gì? 3 team nha. Cứ để tôi lo. Vào đây gọi là Linh cân hết, không ngán bất kỳ gọi là bố con thằng nào hết. Trận này thì các cậu ấy đã mở mic lên. Không biết là mic có ồn hay không, nghe vẻ nó cũng hơi một tí. Mà chắc không sao đâu các cậu ơi. Đây đây đây, 1, 2 team gì đấy à? À rồi, nhảy hết xuống dưới rồi. Súng đâu? Uầy, đủ mé. Đưa cho mình cây mu tan thế này bắt cái quần què gì. Đây rồi, có cây BZ. Ngon hơn đấy. Đang lọc cọc ở dưới rất là đông luôn. Cái này mình nhảy xuống đầu này để băm với thanh niên luôn. À, vẫn chạy chứ có súng. Ôi ơi, anh tí ơi. Đâu rồi, đâu rồi. Anh tí ơi. Có súng này. À, ui. Mày cả ai. Rồi rồi, kệ. Úi giời ơi. Lại bẩu không hay đi. Rồi ngồi im tôi cứu. Các có một thằng vào kìa. Thằng nữa. Ngoài đường đây. Canh nó đi, đừng để nó vào. Tôi đang cứu. Tách máu cho bây giờ. Mấy thanh niên này không giết được thanh niên. Ôi giời ơi. Trời ạ, 2 thanh niên đứng cạnh cái cửa mà để nó vào nó quẩy cho. Ngu hết cả người thế này, không có được rồi, lại phải để mình ra tay. Là có liền 1 team rồi anh em ơi. Trong này vẫn còn hơi đông. Rồi kiếm ít đạn đã. Bắn bên kia căng thế. Có ai có máu xin cục nào? Đây máu đây. Này. Đây chỗ thằng này nha. Này, máu. Đây. Lấy đi. Rồi, trong nhà. Rồi trong nhà. Rồi. Cứ để đấy mình lo cho. Không mình chưa có ngán thành phần nào hết. Mình cân hết nhưng mà đạn thì chưa có, từ đã. Cứ đứng đấy, từ mình sang bên nhà kho này kiếm cây súng. Của nhà S có, cái nhà S có này. Rồi. S ủng gì thì cứ bình tĩnh. Kiếm súng đã. Ui đéo cây AK, đổi luôn cây AK. Ngon rồi. Từ đã, mình chỉnh lại cái tai nghe anh em ạ. Đây, ngon rồi. Đặt thêm được cái giảm thanh. À, nhảy kìa. Nhảy nhót, nhảy kiểu gì đây? Hello anh trai. Đang ở trong bên kia à? Cứ đứng đấy. Bây giờ mình công sang thì hơi khoai. À, ngó. Rồi, nốc rồi. Cứu đi. Được rồi, để mình. Đậu xanh các bạn luôn. Các bạn này bắn đồng đội mình á, làm gì có vụ đấy. Bắn đi tôi cứu. Rồi. Chẳng lẽ tôi lại quay lại tôi cứu ông? Ông này dở quá. Ui. Có một tiếng. À, thế là ở chỗ này có 2 thằng các anh em ạ. Có hai thằng. Mình cứ tưởng có một mình đang định công lên, may nó gọi là nó phát ra cái tiếng. Có một thằng rồi nha. Không số 1 cam của tôi nha. À cam à, ok, lên. Tôi cam cho. Rồi lốc một. Đây, một thằng nữa. Ok. Thằng nữa nha. Thằng nữa ông ơi. Rồi, nó chết rồi. Coi như nó đã chết đi. Ông cứ làm đấy. Coi như nó đã chết đi. Ôi, hơi dễ. Ok cái gì? Công ẩu thật. Lại còn ông số 1 ơi, cam nó đi để tôi công cho. Ui giời. Cái gì chửi nhau. Mấy tên này là bạn chửi nhau vãi chưởng. Thằng lút đồ luôn. Lút cái gì? Bình tĩnh. Tất cả là có Linh ATM lo rồi. Cứ làm đấy. Như vậy là vẫn còn. Đồng đội mình vừa lấy lốc được 1 thằng. Chắc là con bot rồi anh em ạ. Thôi chắc là mình lượn nãy giờ không còn rồi. À có tiếng. À còn bot. Hello anh trai. Nào. Hello anh trai. Ui còn bot thôi. Có thêm một tiếng đằng sau nữa này. Nạp đôi mạng ngọt như kiểu là mía nùi vậy. Trận này mình sẽ chơi AK giảm thanh đi. Anh em xem mình nhiều bảo là bắn M4 hoài. Trận này đổi gió. Đây, chạy sang đến resort rồi. À đây rồi, có tiếng. Như vậy là vừa resort mình lượn từ đầu bốt cam sang. Không có một gọi là mà đứng ở tiếng bốt cam nào thì... mà vào trong resort thì bị hút hết rồi anh em ạ. Bo vào bốt cam mà. Gì bo bốt cam cái gì? Anh đến đâu mình đi theo đấy. Đúng. Đi theo đi, đây này, nó ở trên này này. Thanh niên số 3 sợ anh em ạ. Chỉ lấp ở bốt cam thôi. Muốn lấp ở bốt cam thôi. Còn hai thanh niên này thì đi theo mình. Cụ đi nha. Cụ thì thanh niên đang thanh số 3 đang bảo là bốt cam đang bị công. Let's go. Let's go. Đây đây đây. Mic của thanh niên số 3 lên vọng quá. Tay to nào. Tay to gì? Mình có tay to, chân to gì đâu. Bo giết người luôn này. Đúng, đẩy hẳn ra ngoài, giết người luôn. Tóc không sẵn, không cần phải xoắn luôn. Đậu phộng các bạn luôn. Đây là, à, lo do kìa, lo do kìa. À rồi, lo do. Để lo ở đây này. Lo đâu ấy? Trước mặt hướng 280 thôi, đang chạy kìa. Nhìn chưa. Ui, bắn sớm thế. À, tiếp thế. Có thằng tới gần. Thấy một nha. Có thằng tới gần. Đốc một thằng. Rồi. Gạt luôn cho được việc. Em mét đấy nào. À kia rồi. Kìa nó chạy kìa. Chạy đi đâu? Thêm một thằng nữa rồi. Đẩy lên. Hay quá nha. Lốc rồi, đẩy bên đi. Bên cục đá hướng nắp lưu này. Rồi, tôi biết rồi, đẩy rồi. Đẩy đi, còn một thôi. Nào theo tôi này. Nó nấp sau tảng đá này đúng không? Chuẩn mợ rồi, sai thế quái là được. À, đang lo rồi. Đang bắn này. Lia. Rồi clear rồi. An toàn rồi ông ơi. Quá giỏi luôn. Ui quá giỏi luôn à. Kinh thế cơ mà. Ôi tôi gánh tim mà lo chi. Không gánh tim mà lo gì. Cứ đi theo tôi thôi. Như ông số 3 rồi, kìa. Rồi bốt cam đứng, bốt cam nha anh em ơi. Bốt cam. Vào bốt cam đi. Không thích đâu mà. Vào bốt cam đi. Không sợ chết à? Thành viên số 3 kia đang đem công. Cứ gọi thôi. Bình tĩnh thôi. Rồi, nút đồ xong rồi bọn tôi đến. Làm gì khoai, gọi là núp đi. Đại cứu viện tới đây ông ơi. Đây cứu viện tới. Sang đây đi. Đây. Lên. Sang đây đi. Mấy ông nó chơi kêu gào trong vô vọng rồi. Chơi đang tới. Bình tĩnh nào. Kêu gào trong vô vọng. Tại mới chạy đó thôi, tại có thằng số 1 gắn gánh thôi. Một biết gì được rồi. Ôi, nhìn này, nhìn nóc hai này. Nóc cái gì? Hả? Mẹ trốn mẹ rồi. Trốn đi, cứu viện đang tới đây rồi. Làm gì căng thẳng thế, ping nè, nó ở đâu ping tôi cái nào. Nhanh chóng nào, được việc nào. Vào đến nơi rồi mà bây giờ mà ông không ping là tôi vào là chết này. Tôi ám ông luôn. Nó ở đâu? À bên này có tiếng bắn này, tôi rồi. Từ đã mình phải vào. Thành viên số 3 này đã. Ui đang sấy căng lắm. Đang bàn căng. Nào, nó ở đâu nào, nhanh chóng nào. Một viên gì? 1, 2 viên vào đây cứu. 1, 2 viên. Mic của thanh niên này vọng quá. Nhưng mà từ đã. Mình phải cứu xong thanh niên này thì mình mới tắt được. Nhìn này. Nhìn cái gì? Nhìn ông chết à? Bắn cover đi tôi không lên. 2 viên này nha. Ai cover được ông? Mẹ ông hơn 100 mét ai cover được? Bình tĩnh cho cha nội. Bên này có tiếng bắn này. Thôi được rồi. Từ đã. Hai. Qua hết. Rồi bình tĩnh ông ơi. Trong kho đang ngồi này. Ở cái ba cái thùng. Cạ cứu thanh niên này đã, cứu ông số 3 này đã. Mẹ rồi tối rồi. Cái gì tối rồi? Đây tới rồi. Của Lina. À đây rồi, thấy là tỉnh. Qua trong kho nhá. Nào. Ôi. Ôi, mày chạy đâu? Mày ui biến mất kìa. What the fuck? Sao lại biến mất này? Ui nó lag. Rồi cứu được rồi. Thấy không? Cứu viện tới nó cứ phải gọi là cứu viện phải chất lượng như thế này chứ. Ui, mic bố ổn thế. Trời ạ. Mic thanh niên số 3 này nó bị vọng anh em ạ. Ổn vãi chưởng luôn. Chắc mình phải tắt mic rồi. Mình phải tắt mic của thanh niên này đi. Không được rồi. Rồi thằng này nó nấp đâu nhỉ? À rồi. Trên này có tiếng bắn 185, 155 này. Ui, ra cái nhầm căng lắm. Thanh niên số 3 này để loa ngoài. Ui ổn thế, thôi tắt đi không được. Clear thằng clear chưa? Chưa, clear gì, mới nốc thôi. Trên 190 nó bắn nhau như kiểu là giã giò đây này. Bắn căng hết sức căng luôn. Còn không? Còn, bên này còn đông lắm, bọn nó đang giã nhau ở đây này. Sang hết bên này đi mấy thanh niên ơi. Ủa, trên kia giã nhau kinh thế nhở, mãi chưa chết người luôn. Thích số 3 ồn. Đâu rồi? Nếu số 3 tắt thì tôi tắt mic không? Ừ, tôi cũng tắt rồi. Ổn quá luôn, bị vọng. Để như này, nếu mà tới gần thì mình cũng chả nghe được tiếng bắn luôn. Đây, hướng này. Hướng nào? Enemies ahead. Đâu? Đằng sau à? À rồi. Mấy ông no đằng sau đi, để tôi no hướng này cho. Tôi cam bọn này không thể nào chạy được. Thì bọn nó phải chạy thôi. Enemies ahead. À, ui. Rìa sông cũng có luôn này, đậu phộng luôn. Đông thế nhở? Bốt cam thì đúng là trong bo như lời thanh niên số 3 gạo thét. Trên này bắn rất căng luôn. À, có thằng đang bò này. À, bò này. Bò này. Gạt bò luôn này. Căng rồi. Bò này. Căng chứ. Lại bầu không căng sao được. Đằng sau cũng thằng đó, cẩn thận nghe nha. Gì? Cái gì? Nó không nghe rõ. Ui. Anh nghe nói cái tiếng gì ta? Đây chỗ này. Rồi trên đỉnh đồi tôi biết rồi, tôi cam nó nãy giờ đây. Đậu phộng luôn, bo thu mà nó không chạy nhở? Chắc nó chạy khuất đồi rồi. Ok, bọn nó chạy khuất bên kia rồi. Đằng sau này chắc chắn là nốc thì vẫn là còn thôi. Bo thu nữa rồi, ui lại giã nhau kìa. Kinh nhở? Giã nhau từ nãy đến giờ vẫn chưa xong. Căng thực sự. Hay bạn ơi. Nốc ở đâu vậy? Con mợ đéo trúng nhỉ? Cái gì mà đã cái con mợ không trúng rồi. Đi nữa luôn à? Đâu, nó ở đâu? À đủ. À ngoài đường có, đậu xanh luôn. Ô, thế bọn này chạy từ đâu chạy vào nhỉ? Vừa lấy bo thu mình có để ý là bên góc đấy là không còn người mà ta. Ừ. Ở gần ngoài đường. À, gốc cây kìa, À chạy à? Ui ôi, yếu lắm rồi. Ui nó nấp vào gốc cây rồi bạn ơi. À đây. Chạy đi đâu con sâu. Ui giời ơi. Mình tát thì ai đủ. Đẳng cấp đâu vậy? Lại bảo không đẳng cấp. Động phộng thằng kia nó ăn hôi mình phát. Bo thu rồi, đi. Bo thu. Bo rồi. Vào trong này mới là trong bo này. Vào bo nó mấy cha nội. Đây, cái nhà kho này trong bo này vào đây. Bo tính sau anh em ạ. Rồi, đúng rồi, vào bo nó tính sau tầm này, ông lại còn định lùi ngoài à? Này thì ngó nghiêng này. Bo làm gì nào? Ngó nghiêng này, thêm một cháu nữa. À, đi bắc kia à? Ủa ơi, không trúng viên mợ nào. Đây, trong cái nhà kho này, trong bo này. Vào đây. Ui, vòng bo này. Nó lại đẹp vãi nồi anh em ơi. Bo đẹp. Bo này không top 1 quá game. Bo này không top 1 chắc đầu luôn. Má, bo này thì quá đẹp rồi. Người số 4 đẩy nó lên kìa. Đẩy á? Ừ đẩy sang bên đấy luôn nè. Được. Đẩy sang bên này là đẹp này. Bọn nó vừa bắn nhau ở chỗ bên căn nhà này. Đẩy sang đây. Sang nào mới chắc rồi. Sang luôn đi chứ còn gì nữa. Đây, vẫn còn băm nhau kiểu. Đây, đã to này. Thấy một thằng này. Đây. Ui thằng kia. Mình nghĩ là mình táp pha đấy tưởng nó chết luôn đấy. Là mình vội vàng quay sang thằng kia gạt. Vãi nồi thật. Táp mình chết mà nó không chết. Cứu á? À ok, tôi nhầm. Tôi không để ý. Đây, cứu đây. Có hàng đồ tao đang cam cho thằng kia về. Thế là còn ở đây còn 1-2 thằng gì đó. Bọn này chắc chắn là phải vào bo rồi, bo thu rồi. Bọn này chết chắc với bọn mình rồi. Làm sao mà chạy được? Chạy à? Nào chạy lên. chạy lên đây. Ui, một tớ thấy mù mắt. Thôi sao đó nó nốc rồi. Còn một thằng nữa. Còn một thằng nữa này. Rồi lia. Còn một thôi, còn một thôi. Ui, top 1 đây. Đằng này. Còn một thằng đằng này thôi. Đằng nào. Đây để tôi nghĩ nó ở trong này. Nó ở trong đây này. Có một cam à? Ừ. Nó ở trong này này. Lại top 1 rồi, Top 1 là cái chắc rồi. Tôi nhẹ. À, sờ mốc. Á, đậu sạch. À, thấy rồi, bên đường. Ê, hello anh trai. Thằng nó mất cam luôn. Nằm này. Xem tôi đừng bắn ra được. Đừng bắn cái gì. Thấy mạng là phải chơi luôn chứ. Đây. Quá là easy luôn, top 1. Thiệt là dễ mà. Ngon luôn. Đấy. Gặp phải thanh niên sợ chết nhưng mà không, cuối cùng thanh niên này vẫn đưa được thanh niên này vào top 1 anh em ạ. Ok, là clip của mình cũng đến đây là kết thúc thôi. Mình cũng giành được một lượng kill, đó là 18 kill, đưa tất cả người lạ chúng ta vào được top 1. Anh em thấy hay thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh và chia sẻ clip nha. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở những clip tiếp theo. Bye. 18 mạng là dễ thôi. Game hơi dễ.